Tổng thống Vladimir Putin cho biết luật pháp Nga không cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân tồn tại, bao gồm cả Wagner. Tập đoàn Wagner không tồn tại. Luật pháp Nga không cho phép các tập đoàn quân sự tư nhân hoạt động, nên chỉ đơn giản họ không tồn tại. Tất nhiên, công ty quân sự đó vẫn hoạt động, chỉ là trên mặt pháp lý thì không. Đây là một vấn đề tách biệt, có liên quan tới việc hợp pháp hóa cần tới Duma Quốc gia và chính phủ giải quyết, ông Putin tuyên bố. Trước đó, sau cuộc nổi loạn, Tổng thống Putin đạt được thỏa thuận với ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Các tay súng của tập đoàn quân sự tư nhân này được lựa chọn đi cùng ông Prigozhin đến Belarus hoặc gia nhập lực lượng vũ trang chính quy của Nga hoặc trở về nhà. Liên quan đến tình hình chiến sự, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng nước này đã giáng nhiều đòn tấn công bằng những dòng vũ khí chính xác, phá hủy kho đạn dược quan trọng của đối phương. Theo ông Konashenkov, phía Ukraine đã thử tấn công theo ba hướng, lần lượt là Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk, nhưng đều thất bại. Lực lượng Nga cũng tiêu diệt 30 lính Ukraine, hai xe bọc thép chở quân và hai hệ thống pháo cơ giới ở Kupiansk thuộc phía đông Kharkiv. Trong khi ở Krasny Liman, Nga bắn trúng các đơn vị lục quân của đối phương, tiêu diệt 90 lính, 4 xe thiết giáp bọc thép, 1 khẩu pháo tự hành, 1 khẩu lựu pháo D-30. Các lực lượng Nga cũng đẩy lùi 16 vụ tấn công của Ukraine ở Donetsk.